chào các bạn trong video số 11 và số 14 mình có giới thiệu đến các bạn hai cuộc đại chiến giữa hai danh thủ ngoại tên lai khách vương thứ nhất và yêu ma tàu nhâm lội trong video này mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn một ván đấu của hai danh thủ này ván đấu diễn ra năm 2015 trong giải Trương thủy đồ bắc tim bôi diễn biến của ván đấu diễn ra như sau mời các bạn theo dõi đến đây con xe của bên đen không thể giữ được nữa vương thứ nhất cầm đen đi hậu đành buông giáp đầu hàng trong video này tại nhâm lỗi cầm đỏ đi tin tiếp tục đại chiến đại thắng vương thứ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu thấy hay hãy nhấn like share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo